Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, chủ động đề xuất các chương trình hành động cụ thể nhằm đa dạng hóa các hoạt động phối hợp công tác, phối hợp tham mưu cho Chủ tịch nước về những công việc liên quan đến công tác mặt trận khi Chủ tịch nước đi công tác tại địa phương, cơ sở và đi công tác nước ngoài. Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp công tác năm 2022. Hội nghị được diễn ra vào chiều nay tại Văn phòng Chủ tịch nước. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc trong những năm qua. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước đã có nhiều cố gắng trong phối hợp công tác, phục vụ hiệu quả các hoạt động của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2021. Công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành hầu hết các nội dung phối hợp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nổi bật là đã tích cực kêu gọi, động viên nhân dân cùng nhau đẩy lùi đại dịch, qua đó khơi dậy quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Chủ tịch nước biểu dương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kêu gọi nhân dân chung sức đồng lòng, kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước để bảo vệ bản thân và cộng đồng, phát động nhiều hoạt động quan trọng, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, phát động nhân dân phòng chống dịch bệnh. Đến nay đã quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, trong các chuyến công tác nước ngoài và hoạt động đối ngoại, Chủ tịch nước luôn quan tâm và có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy ngoại giao vaccine, hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine. Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, quán triệt kỹ phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16 tháng 8 năm 2021 về 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp để Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đến các cấp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, từ đó làm tốt hơn nữa vai trò trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13. Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hành dân chủ và phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong đời sống xã hội. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là thực hành dân chủ ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu thứ nhất là chúng ta phải tập trung vào. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các đại biểu dự họp, đặc biệt trong đó có nhiều ý kiến thể hiện sự trăn trở và trách nhiệm cao của các đại biểu. Với quan điểm xây dựng một chính phủ kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, nên chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước trên nguyên tắc khó khăn vướng mắc ở cấp nào, địa phương nào thì ở cấp đó địa phương đó phải chủ động kịp thời tháo gỡ, đề cao trách nhiệm giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân, trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo cấp trên trực tiếp xem xét, xử lý với phương châm sớm nhất, hiệu quả nhất để khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò vị trí của doanh nghiệp nhà nước. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu cần tiếp tục phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế, bảo đảm doanh nghiệp nhà nước là lực lượng tiên phong dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phục hồi nền kinh tế. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch được phê duyệt. Các doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty cần sớm xây dựng đề án cơ cấu lại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định số 360 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành và doanh nghiệp nhà nước. Mục tiêu thứ nhất là chúng ta phải tập trung vào kế thừa, phát huy
để chúng ta tạo ra cái bước chuyển biến tích cực, phát triển nhanh nhưng phải bền vững. Và một số doanh nghiệp thì phải có cái phát triển đột phá. Đó. Ví dụ những tập đoàn lớn, những cái các ông chỉ nói là quả đấm thép, quả đấm chì, quả đấm đồng gì đấy thì nó phải đột phá. Nó phải tiên phong. Mà đột phá tiên phong đây thì như tôi nói ở trên ấy, là phải đi vào khoa học công nghệ, đi vào xây dựng thương hiệu, đi vào cái tăng năng suất lao động, tạo ra cái cạnh tranh nó tốt hơn. Rồi đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước, ít nhất là khoảng 30% được không? Thì mỗi năm ta nâng lên, năm nay thì chúng ta cố gắng là khoảng 30%, nâng lên 2%, sang năm là 2% nữa, là 32%. Trong nhiệm kỳ này cố gắng nâng lên là khoảng 35% đấy. Thì cái mục tiêu ta phải đặt ra như thế để chúng ta phấn đấu. Rồi nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Năm sau phải cao hơn năm trước. Các ý kiến đóng góp, kiến nghị tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thuộc lĩnh vực của bộ ngành nào thì yêu cầu đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành đó phải trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, xử lý, giải quyết ngay theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, không được để chậm. Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thờ Mây năm 2022 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Nội dung thư chúc Tết của Thủ tướng có đoạn trích như sau. Thân ái gửi đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thờ Mây năm 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Năm 2021 vừa đi qua có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng, nhưng cũng là năm đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân và mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, toàn diện của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng tình, tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã khắc phục khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên từ bàn tay khối óc trên nền tảng văn hóa, bản sắc và truyền thống yêu nước để cùng các cấp các ngành quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không lơ là chủ quan với dịch bệnh, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xin chúc đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thờ Mây năm 2022 vui tươi, an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự án pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 với tỷ lệ 100%. Cho ý kiến vào nghị quyết về hoạt động chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khắc phục ngay tình trạng ùn ứ về hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu trên biên giới, đẩy nhanh việc chuyển xuất khẩu từ tiểu ngạch sang chính ngạch, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra để xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định của pháp luật. Cái cử tri người ta quan tâm là cái việc anh có để cái tình trạng ùn ứ cái hàng hóa này xảy ra hay không, chứ không phải là chờ đến khi tôi làm xong chính ngạch tôi mới giải quyết được cái ùn ứ này. Tôi đề nghị chắc là Quốc hội tới đây cũng phải, các ủy ban cũng phải tăng cường giám sát cái việc này. Giám sát cái việc mà như vậy là cái ùn ứ hàng hóa này thì tôi nghĩ là chắc cơ quan Quốc hội phải lên trên để xem thế nào. Ví dụ mỗi khi có việc này. Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội, tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội dự án luật đất đai sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản và các luật có liên quan, bảo đảm căn cứ chính trị, phù hợp với thực tiễn để thống nhất trong điều chỉnh các quan hệ về đất đai, tài sản gắn liền với đất, giao dịch quyền sử dụng đất, các quy định về hợp đồng khi mua bán, chuyển nhượng, hứa mua, hứa bán về đất đai, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai. Giải trình thêm, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho hay, tháng 5 tới đây, Chính phủ chưa thể trình Quốc hội dự thảo luật đất đai sửa đổi vì chưa bảo đảm căn cứ chính trị. Theo cái nghị quyết của Quốc hội, thì tháng 5 năm 2022 này là Bộ Tài nguyên Môi trường và Chính phủ phải trình Quốc hội về cái dự thảo luật đất đai. Tuy nhiên, cái quá trình tổng kết nghị quyết 19 thì đến hiện nay là Bộ Chính trị chưa họp chưa cho ý kiến và Ban Chấp hành Trung ương cũng chưa có ý kiến của nghị quyết mới.
Do đó cho nên là nếu mà theo chương trình của Quốc hội thì tháng 5 này là chính phủ không thể trình được luật đất đai vì chưa đảm bảo cái căn cứ chính trị. Do đó cho nên là trong cái nghị quyết lần này có bổ sung thêm một cái cụm từ là đảm bảo cái căn cứ chính trị. Thì có nghĩa là khi mà Trung ương sẽ thông qua cái nghị quyết về là đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì chính phủ sẽ đầy đủ cái căn cứ chính trị để trình Quốc hội. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị chính phủ tiếp tục điều hành giá xăng dầu, bám sát diễn biến giá thế giới, sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá xăng dầu phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 9. Phiên họp diễn ra trong 6 ngày rưỡi được chia thành 2 đợt để xem xét và cho ý kiến về nhiều nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết về công tác lập pháp, tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 3 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, thảo luận và thông qua một pháp lệnh và một nghị quyết, đồng thời ban hành 2 nghị quyết theo thẩm quyền. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và cho ý kiến về kết quả bước đầu của 3 đoàn giám sát và quyết định lựa chọn các đơn vị địa phương để tiến hành khảo sát thực tế. Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành một ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 lĩnh vực Công thương và Tài nguyên Môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Công thương cùng các thành viên chính phủ đã làm rõ được nhiều vấn đề, các giải pháp đưa ra bảo đảm tính khả thi và thiết thực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp, các cơ quan liên quan sớm ban hành các nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp, đồng thời chuẩn bị tích cực cho phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về một số nội dung chính, nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau về các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, một số đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác tham mưu xây dựng pháp luật của Bộ Công an, nhất là trong việc xây dựng các quy định liên quan tới lĩnh vực an ninh quốc phòng. Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong quá trình chủ trì soạn thảo, xây dựng các dự án luật được giao, Bộ Công an luôn quán triệt quan điểm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lưu ý, đó là phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Nhấn mạnh quốc phòng an ninh là lĩnh vực trọng yếu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, cộng đồng trách nhiệm trong mọi công việc, Bộ Công an và các cơ quan của Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng các nội dung, các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm chất lượng, tiến độ và mục tiêu đề ra. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Bộ Công an đối với hoạt động của Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất sẽ ban hành quy chế phối hợp giữa hai cơ quan để công tác phối hợp chặt chẽ hơn, có tính bao quát rộng hơn và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Hai bên tăng cường phối hợp trong công tác thông tin nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng đối ngoại của Quốc hội và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Bộ Công an. Sáng nay, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo đề án Trung ương 6 thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng Ban chỉ đạo đề án làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả mà Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được trong thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, đồng thời khẳng định đoàn khảo sát sẽ tổng hợp các vấn đề thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương trong cả nước để xây dựng, hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học rút ra trong quá trình thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, trong thời gian tới, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Hôm nay tại nhà khách chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiến hành hội đàm với Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louis Musiki Wabo nhân chuyến thăm Việt Nam. Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, cũng như các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam chủ trương tiếp tục chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của tổ chức này. Đồng thời, Bộ trưởng nêu một số đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực kinh tế thương mại, đặc biệt là với các nước châu Phi, giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp. Bộ trưởng cũng đề nghị Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ đào tạo chuyên môn và tiếng Pháp lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đồng thời ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Phi. Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ ghi nhận các ý kiến đề xuất của phía Việt Nam, khẳng định cộng đồng Pháp ngữ sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam về giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp vì lợi ích của tất cả các bên. Xin được chuyển sang thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, ngày hôm nay tổng số ca mắc mới trên địa bàn tiếp tục giảm và thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 12.485 ca dương tính mới, trong đó có 4.769 ca ngoài cộng đồng, 7.716 ca đã được cách ly. Những ca bệnh này phân bố tại 518 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Các quận huyện có nhiều ca bệnh trong vòng 24 giờ qua, đó là Hà Đông 1.709 ca, Đông Anh 1.153 ca, Long Biên 712 ca, Hoàng Mai 658 ca và Sóc Sơn 641 ca. Ngày hôm nay ghi nhận 5 ca tử vong. Cộng dồn số ca mắc từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 1.230.764 trường hợp dương tính. Sáng nay, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chính thức tiếp nhận lô kháng thể đơn dòng Evucel dự phòng COVID-19 đầu tiên từ hệ thống tiêm chủng VNVC và AstraZeneca Việt Nam. Evercell là kháng thể đơn dòng ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới, được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép sử dụng khẩn cấp và được nhiều quốc gia trên thế giới phê duyệt nhằm kịp thời bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương trước COVID-19. Theo số liệu nghiên cứu, kháng thể đơn dòng Evercell ngừa COVID-19 giúp giảm 77% nguy cơ gặp triệu chứng nặng, giảm 88% nguy cơ tử vong và có hiệu quả trên 6 tháng. Những liều kháng thể đơn dòng Evercell nhập về Việt Nam vào thời điểm này giúp tạo thêm lá chắn để bảo vệ sức khỏe cho nhóm người yếu thế trước các biến thể SARS-CoV-2. Dự kiến từ ngày 26 tháng 3 tới, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức triển khai tiêm kháng thể đơn dòng Evercell ngừa COVID-19. Trước tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng gia tăng, bên cạnh tổ chức thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nặng tại các cơ sở điều trị, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đang tăng cường công tác quản lý rác thải y tế tại các bệnh viện nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan gây bùng phát. Rác thải tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ luôn được thu gom liên tục 4 lần trong ngày và phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xử lý môi trường Quảng Nam thu gom, xử lý, tạo nên vòng tròn khép kín. Và những cái rác thải mà của bên người bệnh thì chúng em sẽ tiến hành bỏ vào trong một cái thùng rác nguy hại chứa rác thải SARS-CoV-2, là tất cả các bạn đều nghi ngờ và cho vào đó hết và sẽ đem về tập kết. Và sau đó bên em sẽ liên hệ kết hợp với lại công ty xử lý rác thải môi trường sẽ đến thu gom rác để vận chuyển đi. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong quá trình thu gom tại các khoa phòng, rác thải sẽ được phân loại rõ ràng tại các thùng có dán mã riêng, màu sắc bao chứa cũng được quy định để phân loại. Đặc biệt, nếu bệnh nhân chưa sàng lọc COVID-19 sẽ được phân loại tạm thời cho đến khi được sàng lọc. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được Bộ Y tế giao nhiệm vụ điều trị cho khu vực người dân ở trong tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và các khu vực lân cận vùng Tây Nguyên. Thì với cái mật độ như vậy, thì bệnh viện đã bố trí một quy trình khép kín từ khâu thu gom, phân loại cho tới khâu lưu trữ. Chúng tôi bố trí đường đi riêng dành cho phân loại của rác thải lây nhiễm, xe của các đơn vị vào để thu gom rác được đi đường riêng, cổng riêng. Do cái điều trị rác thải của cái đối tượng F0 tại nhà làm cho công tác thu gom có phần khó khăn, cho nên chúng tôi đề nghị là các cái chính quyền địa phương, các cái cơ sở y tế, các cơ sở phải có cái sự phối hợp với chúng tôi trong vấn đề mà tập trung cái lượng rác thải này về những cái nơi đúng quy định để chúng tôi tổ chức thu gom cho đảm bảo.
Hiện tại phương pháp xử lý đối với chất thải lây nhiễm dịch COVID-19 được thiêu đốt bằng lò đốt chất thải nguy hại chuyên dụng và được ưu tiên ngay trong ngày. Công tác xử lý rác thải cũng được các cơ sở y tế thu gom xử lý tốt. Tuy nhiên điều cần thiết ngay lúc này là nâng cao nhận thức của người dân về kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh từ nguồn rác thải, tự phân loại rác thải đúng cách, đúng quy trình để bảo đảm an toàn cho mọi người. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có thế trận tốt trước đối thủ mạnh Oman, nhưng đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số tối thiểu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong trận đấu diễn ra vào tối nay. Hai đội Việt Nam, Oman đã bắt đầu trận đấu khá thận trọng. Chính vì thế mà nhịp độ thi đấu trong hiệp 1 diễn ra không nhanh. Với trình độ nhỉnh hơn đôi chút, đội tuyển Oman có thời gian kiểm soát bóng tốt hơn chúng ta, cũng như tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, kết thúc hiệp 1 đã không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhập cuộc với lối chơi nhanh và tấn công dồn dập về phía khung thành đội bạn. Nhưng chính khi thế trận đang thuộc về các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo, tiền đạo số 7 đội Oman Khalid Al-Hathri bất ngờ đánh đầu mở tỷ số từ một pha phạt góc. Sau khi phải nhận bàn thua, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục nỗ lực tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Lần lượt Quang Hải, Công Phượng và Tuấn Hải đều có các cơ hội, tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi cho đội tuyển Việt Nam. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Oman. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục xếp cuối với 3 điểm có được. Chúng ta sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với đối thủ Nhật Bản trên sân khách vào ngày 29 tháng 3 sắp tới. Thưa quý vị, khoảng 0 giờ 45 phút sáng nay tại quốc lộ 4D thuộc xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị bắt quả tang hai đối tượng thu giữ 32 bánh heroin. Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu triệt phá thành công chuyên án A222, bắt giữ hai đối tượng gồm Giàng A Lảnh sinh năm 1988 và Lý Thị Mái sinh năm 1990, cùng trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một xe máy, 32 bánh heroin và một số tài liệu có liên quan. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Điện Biên về Lào Cai cho một người Trung Quốc để lấy tiền công. Khi đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, tối ngày 24 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin chính thức liên quan đến việc khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, thường trú tại số 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chiều nay, tàu SR-412 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên vùng biển Hoàng Sa về đất liền an toàn. Trong lúc đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trên tàu QNG-9888TS có một thuyền viên bị tai nạn lao động nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAT-412 khẩn trương lên đường cứu nạn. Cùng đi theo tàu thực hiện nhiệm vụ, có ekip y bác sĩ cùng trang thiết bị y tế của Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng. Sau khi tiếp cận được tàu cá và triển khai công tác cấp cứu tại chỗ, lực lượng cứu nạn hàng hải đã chuyển nạn nhân lên tàu SAT-412 để chăm sóc y tế tích cực. Đến chiều nay ngày 24 tháng 3, nạn nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tối nay.